Tổng kho đầu tiên xin chào các bác đam mê với sẻ trên toàn quốc nha. Hôm nay nấu xong mẻ lô keo để giao cho khách đây các bạn. Thì đối với lô keo này thì nhà em làm là khách đặt đây là keo chung. Đối với keo chung này nhà em đánh từ 28 độ đổ lên đến 37 độ. Ok các bác nhá. Đấy, 37 độ đổ lại thì ok. Nhưng mà nắng hơn 37 độ nếu mà keo mình mới nhồi thì đánh vẫn ok. Nhưng mà mình đánh lâu rồi nó bẩn thì nó sẽ bị thi thoảng nó sẽ bị rớt một vài con. Thì cái đấy thì anh em mình đi đánh thợ đi đánh chuyên nghiệp thì không đáng kể gì rồi. Một ngày ví dụ rớt khoảng chục con thì không đáng kể gì các bạn. Thì em cũng là một người thợ đi đánh sẻ chuyên nghiệp thôi. Thì cái dòng keo này nó là dòng keo cao cấp các bạn. Keo mủ công nghiệp các bạn nhá. Đối với dòng mủ công nghiệp này thì thứ nhất là độ bền của keo này cực kỳ cao và độ chịu nắng này, chịu nhiệt này và độ róc lông cũng cực cao luôn các bạn. Nhà em có cả keo cứng này, keo chung, keo mềm. Keo mềm thì dành cho các bác thợ mới chơi, còn keo chung này thì dành cho các bác có thể là thợ chuyên nghiệp hoặc là thợ bán chuyên nghiệp thì đều đánh đều ok. Thì đối với dòng keo này các bác nhá thì độ bóng của nó cực kỳ ít luôn. Đây em kéo thử cho các bác xem. Đây các bác nhìn này, độ bóng của nó hầu như nó không có luôn. Đây là dưới ánh điện nhá thì không nói nhá, các bác nhìn thấy ánh điện không? Đấy, em sẽ lấp vào chỗ tối cho các bác này. Đấy, dí sát máy quay cho các bác. Độ bóng cực kỳ ít và cái dòng này nhá, dòng này anh em có thể nhồi không cần nước nóng vẫn nhồi được. Nhưng mà đối với anh em nhồi không cần nước nóng nhá thì cái mẻ đầu tiên thì bắt buộc anh em phải cuốn bằng nước nóng. Còn khi các bác đi đánh ở ngoài trời nắng rồi, có thể là nắng nóng, nó nóng keo lên rồi thì anh em có thể là nhồi không được, nhưng mà phải là dành cho các bác thợ chuyên nghiệp rồi mới làm được nha các bác nhá. Còn các bác thợ mới chơi thì nhồi ngoài nắng mà nhồi vo không có nước thì các bác sẽ rất cực kỳ khó làm, bởi vì là các bác chưa quen. Các bác thấy độ dính của nó này, đảm bảo luôn nhá. Đấy các bác thấy không, đây là chưa cuốn nhá, chưa lội nóng nhá. Này đảm bảo luôn vào độ róc lông nhá. Em thử kéo tay em ra đây các bác nhìn này, nó dính như này đúng không? Kéo tay ra này, nó không dính keo ở đây này. Ok chưa các bác? Đấy, nó chỉ dính một tí phấn ở đây thôi. Đây các bác nhìn thấy này. Đấy, nên là độ róc lông của keo này cực kỳ chất luôn, cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy, nhà em có cả dòng keo xám lông chuột này và dòng keo trắng. Đối dòng keo trắng này nhá các bác nhá thì độ bóng của nó không có luôn. Nó gọi là hầu như nó là không có độ bóng luôn. Và độ dính của nó cũng cực kỳ đảm bảo luôn. Đây các bác này. Đấy, và độ róc lông của nó các bác thấy không? Mình thử bằng tay hay không biết độ róc lông hay không ngay. Đấy, nếu mà đã là anh em thợ đi đánh chuyên nghiệp thì nhìn keo phát biết ngay và sử dụng keo, cuốn keo một lần phát là đi đánh là biết keo này nên xử lý như nào. Thì đối với các bác thợ chuyên nghiệp thì em không dám nói, nhưng mà đối với các bác mới chơi thì ví dụ là trong quá trình đi đánh các bác gặp vấn đề khó khăn gì về thứ nhất này, về con chim này, về cách đánh này, về cách làm keo này, các bác cứ liên hệ lại shop nha, shop sẽ hỗ trợ các bác nhiệt tình bằng bao giờ đánh được con chim thì thôi. Thì đối với dòng keo này bác nào cần xỉ này, lẻ này thì cứ liên hệ em, số điện thoại em sẽ để bên dưới video cho bác chủ động liên hệ. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhá. Nhà em chuyên cung cấp này xào đánh chim sẻ này, đồ bẫy chim ngày, chim đêm này, đầy đủ tất cả các mọi dụng cụ săn bẫy. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhá. Xin chào toàn thể các bạn, hẹn các bạn lên video lần sau.